Kính chào quý vị và bà con, bây giờ là thời lượng của trang nông nghiệp do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thực hiện. Trước hết, mời quý vị và bà con cùng theo dõi phần tin. Trong trận mưa lũ vừa qua đã làm hơn 2.540 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại, diện tích cây trồng hàng năm bị thiệt hại, đậu, ngô, khoai, sắn hơn 836 ha. Các cây trồng bị ngập chìm trong biển nước, bùn đất làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhiều bà con nông dân. Hiện nay, vấn đề khắc phục hoạt động sản xuất sau mưa lũ được các địa phương đẩy nhanh thực hiện. Sau khi nước lũ rút dần, bà con cũng đã tranh thủ tháo nước trên các diện tích đất sản xuất nhằm hy vọng vớt vát phần nào có thể. Tuy nhiên, công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do cây trồng bị ngâm trong nước lũ lâu ngày, đã thổi thân và hư hỏng nặng nên việc khắc phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra đồng ruộng, kịp thời huy động nhân lực máy móc để khôi phục những diện tích ruộng bị vùi lấp, sỏi lở do mưa lũ để tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2020-2021, đảm bảo diện tích và kịp thời vụ. Khuyến khích bà con nông dân tổ chức lại sản xuất, nhất là mở rộng sản xuất các cây rau màu vụ đông trên diện tích đất cao, không ngập lụt để tăng thu nhập, bù đắp một phần thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị trong sở đã có những hoạt động quyên góp, hỗ trợ, trao tặng quà ủng hộ bà con vùng lũ. Với tinh thần lá lành đùm lá rách nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ, thời gian qua, lãnh đạo cùng đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những hoạt động ý nghĩa. Đã trao 200 suất quà trị giá 300.000 đồng một suất, bao gồm nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, muối, xả trị giá 100.000 đồng và tiền mặt 200.000 đồng cho bà con các xã Triều Long 60 suất, Cam Hiếu 40 suất, Hải Vĩnh 60 suất và xã Vĩnh Sơn 40 suất. Những món quà tuy không lớn nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với bà con lúc này để giúp nông dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau lũ. Đoàn đã trao 2.000 cuốn vở cho các em trường tiểu học và trung học cơ sở Triều Long và Hải Vĩnh khi đi học trở lại. Thưa bà con và các bạn, sau mưa lũ là thời điểm các đàn vật nuôi có nguy cơ dễ bị dịch bệnh phát sinh và lây lan do một phần ảnh hưởng môi trường bị ô nhiễm. Và một khi xảy ra dịch bệnh, thiệt hại về kinh tế là rất lớn. Vì thế, để bảo vệ tốt nhất cho các đàn gia súc gia cầm sau mưa lũ, trong trang nông nghiệp tuần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con chăm sóc chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ. Thưa bà con nông dân và các bạn, vừa qua trên cái địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, làm ngập lụt ở nhiều cái địa phương, xảy ra cái hiện tượng gia súc gia cầm chết hoặc trôi mất do nước lũ và ngập úng. Sau khi nước rút thì công tác vệ sinh các khu chăn nuôi phòng trị cái bệnh cho cái đàn vật nuôi thì rất quan trọng để chủ động phòng chống cái dịch bệnh động vật. Chi cục chăn nuôi và thú y hướng dẫn thực hiện cái công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, tiêu hủy gia súc, gia cầm chết do mưa bão ngập úng. Khi cái nước rút thì thực hiện vệ sinh cơ giới trước khi phun các hóa chất sát trùng. Nước rút đến đâu thì cần quét dọn vệ sinh chuồng trại, bãi chăn, thu gom cái rác thải đến đó, rồi tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các cái chất sát trùng để cái tiêu diệt cái mầm bệnh trong cái nền chuồng và cái bãi chăn thả. Tổ chức cái quét dọn, thu gom cái toàn bộ đất, phân, chất thải, rác thải tại cái khu vực chuồng nuôi, gia súc, gia cầm và cái khu vực tiếp giáp xung quanh như rác vôi đóng vào bao kín để gọn một nơi, đào hố ủ làm phân, đảm bảo về cái vệ sinh môi trường, sửa chữa, cải tạo lại cái chuồng trại bị hư hỏng do bão và ngập nước, nạo vét, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh bên trong chuồng nuôi và cái khu vực xung quanh. Đặt cái túi vôi bột tại các cái rãnh thoát nước, tiến hành cọ rửa sạch sẽ bề mặt chuồng nuôi, tường nuôi,
dụng cụ chăn nuôi trước khi phun cái thuốc sát trùng, quét vôi lại cái hệ thống chuồng nuôi, sử dụng các cái loại hóa chất thông dụng để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và cái khu vực xung quanh bằng cái các cái loại hóa chất như Navet, Iodin hoặc Bencoxit bằng cách pha từ tỷ lệ từ 20 đến 50 ml hóa chất nói trên trong 10 cái lít nước sạch, 1 lít dung dịch pha phun từ 3 đến 5 mét vuông cho nền chuồng nuôi. Ngoài ra có thể sử dụng thêm cái thuốc Hantoc 200 để phun diệt ruồi muỗi tại cái khu vực chuồng nuôi và cái khu vực xung quanh để tiêu diệt cái vật trung gian truyền bệnh, để cho cái chuồng nuôi nó khô ráo sạch sẽ mới đưa cái vật nuôi cái trở lại cái chuồng nuôi. Với những cái gia súc có cái biểu hiện rối loạn về cái tiêu hóa hoặc bệnh về đường hô hấp thì cách ly và điều trị kịp thời, mở bạt chuồng nuôi để cho cái ánh nắng chiếu sáng vào khu vực chuồng để tăng cái tính hiệu quả diệt khuẩn. Định kỳ từ 1 đến 2 lần trên tuần thì thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và quấn cái khu vực chuồng nuôi để phòng dịch. Thường xuyên được kiểm tra cái đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt phát hiện sớm những cái bất thường trên cái đoàn đàn vật nuôi như thể gia súc ế oải, ủ rũ, kém ăn, tình trạng sức khỏe của gia súc, gia cầm, cách ly kịp thời những cái vật nuôi có cái hiện tượng khác thường, nghi ngờ cái gia súc, gia cầm mắc các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng gia súc, rồi bệnh dịch tả lợn châu Phi thì phải báo ngay cho nhân viên thú y hoặc cái trưởng thôn để có các cái biện pháp can thiệp kịp thời tránh cái tình trạng lây lan cái bùng phát dịch bệnh. Khi mà có gia súc gia cầm ốm chết, phương pháp hiệu quả nhất là đốt xác vật chết, phun thuốc diệt các côn trùng hoặc thuốc sát trùng hoặc tưới dầu hỏa lên các vật chết để chống các cái loài ăn thịt và cái côn trùng xâm nhập. Đợi khi cái nước rút thì đem chôn lấp, phải đào hố chôn sâu và rắc vôi bột. Tuyệt đối là không được cái diệt mộ và vận chuyển buôn bán vứt cái xác chết bừa bãi ra cái môi trường xung quanh. Về cái giải pháp thì thưa bà con nông dân và các bạn, vào cái mưa lũ thì thời tiết có những cái thay đổi phức tạp, diễn biến khó lường, thường có bão lốc lụt lớn xảy ra. Mầm bệnh theo nước lũ sẽ lan đi khắp nơi, lũ lụt càng lớn, quy mô càng rộng thì sự lan truyền mầm bệnh càng tăng, gây cái thiệt hại lớn về cái kinh tế và ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp. Đối với những cái vùng mà có cái nguy cơ ngập lụt thì bà con cần chủ động tôn tạo cái nền chuồng, làm sàn cây cao và dự trữ cái thức ăn cho nó đầy đủ, làm cái rèm che chắn tránh cái mưa tạt gió lùa, đồng thời tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine phòng bệnh cho cái gia súc gia cầm theo cái quy định và cái hướng dẫn của cái cơ quan thú y theo đúng cái lịch trình. Đối với trâu bò dê thì bà con nên tiêm phòng cái bệnh tụ huyết trùng và bệnh lở mồm long móng. Đối với lợn thì tiêm phòng các cái loại vaccine như dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn và cái lở mồm long móng. Đối với cái gia cầm thì tiêm các vaccine như cúm gia cầm H5N1, tụ huyết trùng gia cầm và dịch tả vịt. Đối với những cái vùng bị ngập lụt thì bằng mọi cách phải di dời được cái gia súc gia cầm lên những cái vùng đất cao, làm cái chuồng che chắn cẩn thận, dự trữ cái nguồn thức ăn đầy đủ và bảo quản các cái thức ăn cho nó khô ráo, không bị ẩm mốc, nhất là không cho cái gia súc gia cầm uống cái nước lũ đã nhiễm bệnh. Cần cho uống nước đã là lắng phèn hoặc khử trùng để cái công tác mà phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm đạt cái hiệu quả nhất là trong cái mùa mưa lũ. Trước hết phải làm tốt các cái công tác chăm sóc vệ sinh cái chuồng trại, vệ sinh môi trường và theo dõi nắm bắt cái thông tin về cái tình hình dịch bệnh để chủ động phòng chống khi cái dịch bệnh có thể xảy ra. Những cái công việc này thì cần được các cái hộ chăn nuôi tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục, và bên cạnh đó cần được cái sự quan tâm của cộng đồng dân cư để đảm bảo cái an toàn dịch bệnh cho cái gia súc gia cầm và hạn chế cái mức thiệt hại do cái dịch bệnh gây ra. Thì mọi cái thông tin mà trao đổi về cái kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh và thông báo dịch bệnh thì xin bà con liên hệ với chi cục chăn nuôi và thú y
tại địa chỉ là km 3 đường 9D thành phố Đông Hà, qua cái số điện thoại 02333 569 895 để được tư vấn kịp thời. Xin kính chào bà con. Sau trận lũ dài ngày, nhiều nông dân Quảng Trị rơi vào cảnh khốn đốn, thậm chí một số hộ rơi vào cảnh trắng tay do lúa bị hư hại do lũ. Cũng như nhiều nông dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, mấy ngày hôm nay, chị Nguyễn Thị Hồng ở thôn 4, xã Hải Đình, huyện Hải Lăng cùng một số người thân đang túc trực tại trung tâm giống cây trồng vật nuôi để đưa lúa bị hư hỏng do ngập chìm trong mưa lũ vào sấy nhằm vớt vát phần nào có thể. Trận lũ lớn kéo dài đã làm 4 tấn lúa khô của gia đình chị bị ngập trong nước lũ gần một tuần. Đây là lúa gia đình chị dùng làm lương thực và dùng làm lúa giống cho 9 hectare diện tích đất ruộng trong vụ đông xuân 2020-2021 sắp đến, nhưng giờ đã bị ẩm ướt, lên mồng. Ra đây thì các anh em cán bộ cùng giúp đỡ, cùng nhiệt tình, giúp cho dân. Và cái lúa ra thì nói chung chứ ra là mình cũng tận dụng để cho heo cá chứ cũng hết đó. Chứ cũng là có thể ăn được nữa vì ngấm quá dài ngang chúa rồi. Mà giống thì cũng được nữa luôn. Đúng hơn là anh nữa. Thế chứ mong muốn của em sao đi mà để giờ huyện tỉnh để giúp đỡ cho cái giống cho bên ba con ạ. Còn đối với gia đình ông Nguyễn Thanh Dần, thôn Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, ông cho biết lũ về bất ngờ khiến ông không kịp trở tay. Nhiều đồ đạc, tài sản có giá trị đã bị nước cuốn trôi. Toàn bộ sản lượng lúa khô sau thu hoạch của gia đình ông đã bị nước làm hư hỏng nặng. Được tin, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh đưa lò sấy vào giúp dân. Ông Dần đã chở toàn bộ số lúa khô bị ướt đến đây để sấy với hy vọng sau khi sấy vẫn có thể dùng làm lương thực được. Nói vừa rồi làm hết như vậy mà kế mức độ kế cao là có hàng thôi. Để khi vô cao quá là người thì phải lo thỏa thân, cho nên trong nhà là hiện giờ coi như không có gì khô hết. Lúa hiện giờ nhà tôi ngập khoảng cỡ trên dưới tấn. Anh em bà con họ đã tìm hiểu, họ biết là ở chỗ trung tâm giống Quảng Trị đây là có tổ chức để mà sấy giống để mà giải cứu cho bà con, cho nên là bà con cùng nhau rủ nhau từng xe từng nhóm người để đi theo xe để đi. Nhằm hỗ trợ người dân sau lũ, trong gần nửa tháng qua, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị đã huy động tối đa nhân lực, túc trực ngày đêm, điều khiển chạy 8 lò sấy, mỗi lò sấy có công suất 12 đến 13 tấn một mẻ một ngày. Đến nay, trung tâm đã sấy trên 1.000 tấn lúa bị ướt và lên mầm cho người dân. Trung tâm coi đây là một nhiệm vụ, không đặt nặng dịch vụ lấy lại, chỉ thu lại chi phí tiền than, tiền điện. Hiện tại, trung tâm đang hỗ trợ 20% chi phí khi sấy lúa cho bà con, tương đương mức hỗ trợ 150.000 đồng một tấn. Sau này thì thông qua giám đốc các thực xã cũng như là phòng nông nghiệp thì trung tâm sẽ là hỗ trợ và chuyển giao giống, bán giống có thể là khắc phục là cho các hợp tác xã nợ đến vụ đông xuân, để chuyển giao, mong muốn của trung tâm là sẽ chuyển giao giống tốt, chất lượng để cho đảm bảo cho bà con gieo trồng trong vụ đông xuân 2020-2021. Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, giúp bà con nông dân sớm ổn định sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương chỉ đạo đến tận cơ sở khôi phục sản xuất do mưa lũ. Tiến hành ra soát, tổng hợp thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình chính phủ hỗ trợ nhằm giúp nông dân ổn định đời sống và tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 đảm bảo diện tích và kịp thời vụ. Đến đây thời lượng của trang nông nghiệp tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.